Với vùng đất Tây Ninh, các khâu chăm bón cho cây mãng cầu, nhất là giai đoạn sau thu hoạch, nhà vườn cần chú ý điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 12 tháng 2 năm 2023 với phần tư vấn cụ thể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ,